Quen hả? Xe liệu à? Xài ớn chưa? Dạ. Xài ớn chưa? Xài ớn chưa? Xài ngán chưa? Hôm nay mới xài ớn. Chung giao đi chung giao đi chung. Em đây hơi mệt rồi. Rồi, nhưng mà đây em đảm bảo như một chiến thắng. Đúng rồi, em này là em nhỏ rồi, chờ tới kia lấy em lại đi. Ủa, em đúng rồi. Chung đang giao mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chạy tay theo lần nữa hả? Anh Trung mày á. Sáu bảy. Không cúng được hay mà. Không biết cái cầu đó sao biết không cúng được không hiểu. Ở dưới lên cái cầu. Nhớ
68 đứng sai à, 68 hồi nãy anh Trung mới giao một lèo lên tới 7 đứng đó.
tám là nghiêng qua nó làm gì? Đúng chưa? Đừng có vào một làng tuốt cái từ 2-3 điểm lên tới 7 đó, nói em 8 anh thử biết con kia em qua nó làm gì không? Dạ, có nồng.
Nó liễu. Nó liễu sao?